Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Dôn trên trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện về giáo dục, nhưng là đốt lò trong ngành giáo dục. Và đây là hình ảnh của những nhân vật mà thật sự nó đều rất quen thuộc đối với những người làm trong ngành giáo dục. Đầu tiên là một nhân vật rất quyền lực, đó chính là ông Nguyễn Đức Thái mà các bác nhìn ở đây. Một nhân vật nữa thì đó chính là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy. Đây là cái bà mà trong cái vụ án Kites Việt Á, bà cũng có một cái tội nhưng mà án của bà rất nhẹ. Và đặc biệt nếu chúng ta để ý nhân thân của bà thì sẽ thấy rằng là bà quen biết với bà là người nhà của một nhân vật rất 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 nổi tiếng. Và xin thưa với các bác, đốt lò trong ngành giáo dục hôm nay thì đã ra được một cái bài kết luận, và xin thưa với các bác, đó chính là việc những người này đã nhận tiền trong ngành sách giáo khoa. 2 3 hôm vừa rồi thì tôi liên tục có những video clip liên quan đến từ thiện và cũng liên quan tới sách giáo khoa, và nhìn qua đó chúng ta có thể thấy rằng là đó là những nguồn lợi khổng lồ, và những nguồn lợi khổng lồ này không hề tốt cho giáo dục một tẹo nào. Và xin thưa với các bác, chính vì những con người này mà sách giáo khoa nó trở thành một cái gì đó lợi ích khủng khiếp, và cũng gây thiệt hại khủng khiếp đối với ngành giáo dục. Tôi nghĩ rằng là Bộ trưởng Kim Sơn hay rằng là bên phía cơ quan điều tra mở rộng thêm những cái vụ án khác liên quan đến ngành giáo dục, và có lẽ Chính phủ, Quốc hội cũng nên xem xét lại cái chiến lược phát triển ngành giáo dục của chúng ta, và chúng ta đã đạt được cái gì khi mà chúng ta đã xã hội hóa hay còn gọi là thương mại hóa ngành giáo dục, biến những học sinh, những phụ huynh trở thành những con gà đẻ trứng vàng cho một số nhóm đối tượng. Đây là một điều rất đáng buồn, đi ngược lại với di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó chính là cái việc mà ai cũng được học hành. Ai cũng được học hành. Xin thưa với các bác, chúng ta sẽ tìm hiểu qua một cái bài báo được lên trong ngày hôm nay. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thì vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Thái, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên nhà xuất bản giáo dục về tội nhận hối lộ. Và nhận hối lộ được xác định 24,9 tỷ đồng, tức hơn 1 triệu đô la Mỹ. Và cũng liên quan đến vụ án thì một loạt người cũng đã bị truy tố về tội đưa hối lộ, ví dụ như là Tô Mỹ Ngọc, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty Phùng Vĩnh Hưng và công ty CP, Nguyễn Chí Minh thì là giám đốc công ty giấy Minh Cường Phát, và 5 bị can khác về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Và theo kết luận điều tra thì ông Nguyễn Đức Thái là người có quyền quyết định trong việc mua sắm giấy in phục vụ in sách giáo dục, và cũng cơ bản thôi. Liên quan tới tham gia đấu thầu chào giá cung cấp giấy in cho nhà xuất bản giáo dục và hứa hẹn cảm ơn, thì sau đó thì ông Thái nhận lời giúp đỡ để mà đưa cái giấy in vào. Và ở đây á, thì đặc biệt như thế này đó, kết luận điều tra thì cho rằng ông Nguyễn Đức Thái chỉ đạo nhân viên thông đồng với giám đốc công ty Minh Cường Phát là bị can Nguyễn Chí Minh để hợp thức hóa đồ sơ ấn định cho công ty Minh Cường Phát trúng thầu trái quy định. Và để được như vậy á, thì sau khi mà Minh Cường Phát trúng thầu và ký hợp đồng với nhà xuất bản giáo dục thì ông Thái đã nhận số tiền 3,2 tỷ đồng từ bà Ngọc, nhận 2,9 tỷ đồng từ ông Minh, và liên tục, và qua đó thì ông Thái là nhận 16,8 tỷ đồng từ Tô Mỹ Ngọc và 2 tỷ đồng nữa, và vân vân. Thì tổng số tiền mà ông nhận là xác định là 24,9 tỷ đồng. Tức là ông giám đốc nhà xuất bản giáo dục này đã nhận 24,9 tỷ đồng để mà cho trúng thầu sách giáo khoa. Trước đây khi vụ án Trần Hùng á, và có bắt một cái vụ sách giáo khoa giả, thì Trần Hùng có tâm sự với tôi về cái việc đó. Thì tôi có nói và chia sẻ với Trần Hùng như thế này: nếu là em biết em cũng không bắt. Có thể mọi người bảo là tôi lơ là trách nhiệm như thế nào đó, hoặc là tôi sẽ kiến nghị không bắt những cái việc này, bởi vì sách giáo khoa thì nội dung nó, kể cả giả hay thật thì nội dung nó giống nhau, chỉ có điều rằng là chính gốc từ phía bên nhà xuất bản bán ra thì nó đắt hơn,
còn bên phía in lậu thì nó rẻ hơn. Và theo tôi đáng nhẽ là phải có một cái bộ sách giáo khoa duy nhất, và bộ sách này là cho phép toàn dân được in, ai in thế nào cũng được, và không có cái chuyện rằng là người ta chỉ gọi là chấn chỉnh rằng là anh có in đúng cái nội dung theo cái mà bộ giáo dục kết luận hay không. Còn việc ai in hay ai bán là việc người ta. Nhà bác nào giàu thì mua bộ sách giáo khoa mà gọi là sơn son thiếc vàng, còn nhà bác nào bình thường thì mua một bộ sách bình thường thôi, giấy có thể hơi ố đen một tí nhưng cái quan trọng là nội dung của nó giống nhau, và quan trọng của nó là giá rẻ để phù hợp với kinh tế của mọi người. Quan trọng là nội dung của nó, chứ không phải là quan trọng là giấy to, bản đẹp, khổ đẹp cái gì cả. Và nếu như có điều đó xảy ra ấy, thì xin thưa với các bác rằng là trong cái mùa lũ vừa rồi, chắc chắn các bé sẽ đầy đủ sách giáo khoa. Tôi đủ sức để tôi có thể rằng là huy động anh em bạn bè góp tiền mua giấy và mọi người sẽ in thành cuốn sách giáo khoa và sau đó cung cấp cho cả tỉnh luôn, chứ không phải là chỉ là một huyện hay một xã. Bởi vì sách giáo khoa bây giờ mỗi người một mẻ, và thật sự với các bác rằng là nó rất là buồn cười. Hôm nay tôi cũng chỉ chia sẻ với các bác một cái điều rằng là có các bạn đấy là đây, đấy, họ gửi lời cảm ơn đây. Hôm nay là trao sách cho các bé và cô giáo, có nói với tôi rằng là các cháu học sinh rất hân hoan và phấn khởi khi nhận quà là vở với bút, chứ không phải là sách. Bởi vì tôi không biết họ dùng sách cái gì đâu mà tôi gửi, họ dành bộ nào đâu. Đó. Thế nên nếu mà có một bộ sách và được phép in ấn miễn phí thì lúc này chúng ta giải quyết được bài toán kinh tế cho bà con, và bà con sẽ phải trả cái chi phí thấp nhất so với hiện nay. Và chắc chắn rằng là các bộ sách sẽ được dùng đi dùng lại và mang tính tiết kiệm cho quốc gia rất là lớn. Có những cái nó còn hơn cả tham nhũng. Bác Trọng hay bác Hồ cũng đã nói rồi, tham nhũng thì có thể đã mất được tiền điều đấy, nhưng cái lãng phí nó mới kinh khủng. Có thể không bắt anh được cái tội là tội tham nhũng, nhưng cái lãng phí là cực kỳ khủng khiếp. Lãng phí kinh khủng khiếp. Và những cái số tiền đấy chúng ta hoàn toàn có thể rằng là xây nhà, hoặc là tiết kiệm cho bà con có một sống tốt hơn. Thì ở đây là nó đổ dồn vào sách giáo khoa và những vấn đề học hành. Và cuối cùng là đổ vào những cái kẻ như thế này. Những kẻ như thế này. Đúng không ạ? Cho nên giáo dục này, tôi thấy cải tiến đi cải tiến lại. Hết đời bộ trưởng này đến đời bộ trưởng khác. Và cuối cùng những cái vấn nạn giáo dục vẫn là cái vấn nạn mà nóng nhất, mà dân chúng quan tâm nhất, vẫn chưa được cái giải quyết. Người ta dùng đủ những cái thứ từ mỹ miều để nói về khơi dòng sáng tạo, hay rằng là giáo dục khai phóng. Thế nhưng mà cuối cùng là chúng ta thấy rằng là cái môn đạo đức là cái môn mà bị loại bỏ đầu tiên. Môn lịch sử thì rất ít, phải có 5 lần 7 lượt là định cho ra khỏi. Thế rồi rằng là đủ thứ thành tích nọ, thành tích kia, nhưng cuối cùng là chúng ta vẫn chẳng có gì cả. Tỷ lệ đại học của chúng ta so với số dân là gấp 3 lần, 2,5 đến 3 lần của Trung Quốc. Đó. Trung Quốc nó đâu có nhiều trường đại học nếu mà tính đến số dân đâu. Chứ về đất nước tỷ dân của nó, nhưng mà số trường đại học của nó chỉ gấp đôi chúng ta thôi. Thế nhưng mà sinh viên của nó ra trường là sinh viên tinh hoa. Còn đây sinh viên chúng ta ra trường thì sinh viên của chúng ta lại đi chạy Grab, xe ôm, rồi làm công nhân. Đó. Cho nên giáo dục nó phải thế nào? Để biến giáo dục trở thành một cái miếng bánh lợi ích, một cái xã hội hóa. Để rồi cuối cùng là chúng ta thấy rằng là càng nhiều cử nhân, càng nhiều thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí là phổ cập cả giáo sư, vân vân. Nhưng mà chúng ta đâu có điều nhiều người tài giỏi. Kỳ lạ không? Thế rồi chi phí càng nhiều, đầu tư cho giáo dục rất lớn. Tôi tin rằng các bác ở trên đây mà có con nhỏ thì cái khoản chi cho giáo dục của các bác là một khoản chi rất lớn cho một gia đình. Đó, rất lớn cho một gia đình. Vậy mà cuối cùng chúng ta thấy rằng là cái sự lãng phí đó nó đi về đâu? Nó có mang lại một cái kết quả tương ứng hay không? Đó. Khi nào chúng ta còn có những con người mang tính chất trục lợi như anh Nguyễn Đức Thái, bà Thanh Thủy hay là một nhóm lợi ích nào đó trong ngành giáo dục thì chúng ta vẫn còn có tình trạng đấy. Và đặc biệt rằng là giáo dục nó xa dần cái từ dạy làm người. Đó, dạy làm người mà nó thương hình nó trở thành là chỉ có dạy những cái kỹ năng cái thứ đơn thuần,
nhưng đạo đức thì hình như là bị xa lánh, cho nên không thì có gì lạ cả khi một ông giám đốc nhà xuất bản giáo dục, ông nhận tới 24,9 tỷ đồng chỉ cho một vài cái liên quan tới sách. Và chúng ta nên nhớ rằng đây chỉ là một trong rất nhiều những cái hạng mục của nhà xuất bản giáo dục dưới quyền của ông Đức Thái, người mà tôi đã nhắc tên từ rất lâu trước khi ông bị Bộ truyện Kim Sơn kỷ luật, rồi sau đó là bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam. Thì ông Đức Thái đã lên kênh Trang Trang TV tương đối nhiều lần về cái việc này. Và nếu để ý con cái của ông thì chúng ta thấy rằng là cái miếng bánh lợi ích nó béo bở thế nào. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.